Hello, chào mọi người. Bây giờ là 7:30. 31 ngày 22 tháng 10 năm 2024. Thì hôm nay trời trời nó đầy mây á, nó nhiều mây á. Cho nên là Dũng lại tiếp tục cảm thấy bị mệt. Thì người gì đó bị nhạy cảm với thời tiết, cho nên là thành ra nó rất là dễ mệt mỏi vô những ngày có nhiều mây. Mình sẽ đọc câu hỏi trả lời ha. Bạn Úc Thuật Phi hả? Không có đúng, biết không có chắc lắm. 9667. Em chào anh, hôm nay em có ngồi học backend thì ông thầy dạy em có nói một câu là em học ngành này đến 30 tuổi là hết thời rồi, thì em thấy vô cùng lo lắng trong tương lai. Anh có thể nói về việc lập trình viên làm gì sau 30 tuổi và giải quyết nó như thế nào? Mong anh trả lời câu hỏi của em. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc comment của em. Ok, lập trình viên sau 30 tuổi có hết thời hay không? Câu hỏi thứ hai là của bạn Hoài Lê. Hiện tại đang em đang theo Embedded Firmware nhưng thực tập Embedded Linux tại Bosch. Thì trong quá trình thực tập mình cần học hỏi về cái gì là chính để có thể phát triển bản thân hơn, cũng như là sang mạng Linux thì ưu nhược điểm là gì vậy anh? Em cảm ơn anh. Câu hỏi này là bạn chắc là được học gì đó làm intern ở bên chỗ bên EMC làm với Linux. Thì nếu mà đi qua cái nhánh đó thì làm nhiều với SDV, với lại là software defined vehicle á. Với lại là làm cái multimedia, làm entertain app, cho nên là thành ra thì nó khác một chút so với việc là viết firmware. Thì cái này thì Dũng không có rành, cho nên Dũng không có phân tích được. Cái này bạn có thể hỏi thẳng các cái anh chị ở gì đó đang guide cho bạn. Nhưng mà làm cái bản multimedia thì Dũng thấy nó đang có nhiều việc để làm đó bạn. Câu này không trả lời được nha. Tại vì Dũng không có chuyên về embedded. Em đang là software engineer, em thấy mức độ hiểu biết của SQL ở mức cơ bản. Hiện em muốn học cải thiện hiểu biết về SQL thì học từ đâu hả anh? Học từ sách với lại là từ số cái course. Nhưng mà cái này tí nữa trả lời. Bạn Phương Đình hả? Bạn Phương Đình hả? Hay là bạn gì đó? Câu hỏi thứ hai, em đoán bạn ấy là người ngoài ngành. Giờ không có khả năng để xin công việc IT trong thời điểm hiện nay. Ok, bạn đoán cũng đúng. Em thấy tiếng Việt trên blog của anh hơi bị lỗi thì phải. Đúng rồi, nhưng mà Dũng chưa có sửa. Em chào anh, bạn đẹp gì đó. Muốn hỏi anh là mình có nên hướng đến Cloud Engineer từ khi còn sinh viên không ạ? Em chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Câu này tí trả lời ha, nhưng mà thôi trả lời luôn đi, tại vì tí nữa Dũng sẽ không có nhớ. Hướng đến Cloud Engineer thì Dũng đã có trả lời trong một cái clip khác rồi. Cloud Engineer nó chỉ là nói về developer biết xài cloud. Việc đầu tiên bạn cần phải biết làm đó là bạn phải biết làm software, làm backend, làm frontend hơn là chỉ biết xài cloud. Tại vì xài cloud mà không có software thì cũng như không. Còn nếu mà bạn nói rằng là làm Cloud Developer mà không có viết backend và frontend thì chỉ có làm DevOps. Làm DevOps mà khởi đầu thì nó cũng khó lắm, khó kiếm được việc là như là internship, và cũng khó trở thành DevOps nếu như bạn chưa làm Dev. Cho nên nếu mà bạn đi trước làm backend developer trước thì nó sẽ có lợi hơn cho bạn ha. Rồi còn anh Dũng lâu nay, bạn Phước Đỗ Bủ. Đỗ Bụ Phước á, mới nhận ra anh Dũng làm công ty Bosch. Cảm ơn anh về những thứ anh chia sẻ. Hy vọng anh có thể chia sẻ thêm về problem solving. Ok, rồi tí nữa nói tiếp. Bây giờ mình sẽ đi với cái câu là 30 tuổi hết thời. Làm đẹp tới 30 tuổi là hết thời. Thì có thực sự có hết thời không? Câu trả lời là không. Thực ra bạn có biết rằng là Dũng bắt đầu làm dev từ tuổi bao nhiêu không? Tức là chính thức mà làm developer, đi nhận lương như là một developer, thì Dũng làm ở độ tuổi 28. Nếu mà nói như bạn thì sau 2 năm là Dũng hết thời rồi. Đúng không? Thì cái đó nó không có đúng.
bạn có thể thăng tiến, bạn có thể làm những cái công việc trong ngành, ví dụ giống như là PM, Project Manager, Product Owner, bạn có thể làm Line Manager, whatever, nhưng mà mới 30 tuổi thôi, cũng chưa có vấn đề gì đâu. Đó, bên bộ phận của Dũng có những anh bây giờ là đã 20 mấy năm làm trong ngành rồi, mấy ảnh vẫn làm developer thôi, mấy ảnh làm technical lead, technical architect, đâu có sao đâu, đúng không? Ảnh mấy ảnh cũng già rồi, mà nói thiệt chứ mấy cái ảnh đó còn giàu hơn cái Dũng nữa, giàu hơn nhiều luôn á. Mặc dù Dũng là sếp của mấy ảnh nhưng mà mấy ảnh giàu hơn Dũng nhiều lắm. Nói chơi vậy chứ các bạn nên hiểu rằng là nó chả có một cái dead end nào cả. Việc nào bạn làm bạn thấy vui thì bạn sẽ làm được hỏi. Cho nên nếu bạn yêu thích lập trình, bạn có thể làm suốt đời, chả sao cả. Vì sao người ta sợ rằng là tới 30 tuổi thì không còn sức lực để làm lập trình nữa, hoặc là nó là dead end của ngành lập trình, là bởi vì như thế này này. Những người mà làm lập trình á mà có một cái mindset sai rằng là gì, là mình học lập trình xong rồi mình ra mình làm, mình học tới một lúc nào đó đạt tới được một cái certain level nào đó thì mình không cần phải học thêm nữa, mình chỉ việc làm theo kinh nghiệm thôi, và mình sẽ như vậy hoài, và sau đó thì mình sẽ phát triển gì đó, lên chức lên đồ này kia, chứ mình không cần phải build thêm kiến thức hay là gì hết. Thì với mindset như vậy thì đúng là 30 tuổi là dead end rồi, tại vì bạn không học thì bạn không grow được, đại khái vậy. Nhưng mà cái ngành công nghệ thông tin đó là một cái ngành mà nó hay là gì, là nó luôn luôn có cái mới để học, luôn luôn có cái sự thay đổi. Ngành công nghệ thông tin là một cái ngành mà nó chưa bao giờ dừng lại cả, tại vì nó chưa đạt được tới cái độ chín của nó. Công nghệ thông tin là một ngành non trẻ, nói non trẻ thì bây giờ cũng không đúng rồi, bây giờ nó cũng tương đối mature rồi, tức là nó cũng đã có một cái độ trưởng thành nhất định với những cái best practice này kia. Nhưng mà nói rằng là ngành công nghệ thông tin á là bão hòa thì không, công nghệ thông tin vẫn còn đang phát triển và chưa tới cái cực hạn của nó. Đó, có những ngành nó đi tới cái cực hạn của nó thì nó không còn thay đổi gì nhiều nữa. Ví dụ như là các ngành liên quan về cơ khí, về thủ công mỹ nghệ, về làm nghề mộc, về coi như là sản xuất giày dép áo quần này kia, bạn chỉ dùng có một skill thôi nên bạn làm suốt đời. Ví dụ cô thợ may thì cô chỉ giỏi về may thôi và cô làm công việc đó suốt đời. Thì bạn làm dev mà nếu mà bạn chỉ nghĩ giống như cô thợ may, tức là bạn chỉ học tiếng Anh đó và bạn làm, và bạn nghĩ rằng là bạn làm công việc đó suốt đời trong một cái xưởng may, thì cái đó là, xin lỗi, điều đó nó có nhưng mà nó hiếm lắm. Đa phần là bạn phải liên tục học hỏi, liên tục cập nhật để bạn có thể cạnh tranh và bạn vẫn có thể có tiền, kiếm được việc làm, lương vẫn cao. Ha, thì cái ngành công nghệ thông tin đó, lương nó chả cao đó, là vì nó khó ở cái chỗ rằng là bạn phải học liên tục, bạn phải cập nhật cái mới liên tục. Đó là lý do tại vì sao lương nó phải cao. Và tương tự như vậy, nó giống giống như ngành bác sĩ. Làm bác sĩ, bạn vừa phải học rất nhiều, nhưng mà bạn cũng vừa phải có chịu cái trách nhiệm trước tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân. Cho nên nó thành ra làm bác sĩ nó cũng nhiều cái áp lực nên lương nó phải cao. Normally thì các bạn thấy rằng là làm bác sĩ trong bệnh viện nhà nước là lương thấp, nhưng mà cái đó là sai. Bác sĩ trách nhiệm họ rất là cao, lương cao. Em rể của Dũng, em rể của Dũng nhưng mà lớn tuổi hơn Dũng, thì các bạn hiểu rằng là làm bác sĩ ở bển đó thì lương một tháng, thu nhập một tháng rất là cao, cao khủng khiếp luôn, tầm đâu đó tầm khoảng 30 40 gì đó.
đó thì hơn ấy chứ. Thì các bạn biết rằng là sau khi mà xong MD xong vân vân thì anh đó bây giờ anh là triệu phú rồi ha, anh có 8-10 căn nhà gì đó đại khái vậy. Và anh chỉ làm đúng cái chuyên môn của anh thôi đó. Thì các bạn hiểu rằng là có những cái ngành về mặt đặc thù nó bản chất nó đã khó, nó áp lực, nó trách nhiệm nó cao và ít người làm được thì đương nhiên lương nó phải cao. Bây giờ các bạn muốn cuộc sống nó dễ dãi, công việc nó dễ dãi, không cần học mà vẫn làm được thì đương nhiên lương nó thấp đó. Bạn chỉ cần kiếm chiếc xe bạn đẩy ra ngoài đường, bạn bán cà phê này, rồi ngồi bán gì, bánh cuốn Tây Sơn này, tức là bạn biết làm bánh cuốn Tây Sơn, hoặc là bạn làm ly cà phê bạn bán, bạn đứng ở lề đường bạn bán thì lương bạn có cao không? Đương nhiên là nếu mà trong trường hợp mà thằng nào đó đầu tư cho cái đó và thuê thuê bạn làm nhân viên đứng đó bán thì đương nhiên là lương bạn thấp. Còn nếu bạn tự làm thì maybe là bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà nếu mà bạn đứng ở cái quầy bán cà phê man đi đó mà với tư cách là nhân viên được người khác trả lương thì thu nhập bạn rất thấp. Thì nó rất là obvious. Vậy thì mình làm trong ngành công nghệ thông tin, mình biết nó nhiều, nó khó, nó áp lực, mình phải học nhiều. Thì đương nhiên mình cũng cảm thấy rằng là mình tự hào về điều đó, tại vì mình đang nằm ở trong cái top những cái người có khả năng build up cái kỹ năng này kia để đáp ứng công việc và mình vẫn được trả lương, mình vẫn tồn tại. Bây giờ có rất nhiều anh em á là làm ví dụ làm Java, bây giờ yêu cầu nhảy qua làm một cái mảng khác là đương nhiên là bạn sẽ từ chối ngay, bởi vì là gì đó em thích làm Java thôi. Thì cái đó là thực chất mà nói rằng là bạn không muốn làm, mà nếu mà công ty không có việc cho bạn làm thì xin mời bạn đi qua công ty khác làm đó. Thì nó là vấn đề của cuộc sống ấy. Cho nên thành ra là các bạn nên hiểu là gì, cái chính ấy, là người ta tuyển mình là bởi vì mình có khả năng học, mình có khả năng làm, mình có khả năng thích ứng. Khi mà coi như là mình không có khả năng thích ứng thì mình sẽ bị thải loại. Thì cái câu nói mà của cái bạn thầy gì đó rằng là nói tuổi 30 là những người làm ngành công nghệ thông tin đó là hết thời á, hay là làm lập trình viên là hết thời á, thì cái đó là nó chỉ đúng với những người mà cho rằng là sau khi tốt nghiệp đại học xong rồi thì họ không cần phải học gì thêm để mà làm tốt công việc của mình, hoặc là sau khi học tốt một cái stack rồi thì họ hài lòng với bản thân và họ không học gì thêm, cho nên là họ bị lạc hậu đó. Và gần như là nó là một cái dead end cho họ. Tại vì sao? Tại vì giả sử giống như họ họ chỉ biết làm ví dụ giống như là Java Server Face, họ làm trong một cái dự án 15 năm, đến khi ngày đẹp trời đi ra ngoài người ta yêu cầu họ làm với Spring, với React này kia thì họ bị bỡ ngỡ và họ cảm thấy rằng là họ không có thể học nổi nữa. Thì cũng có người có cảm giác giống vậy. Thì ở đây khi mà bạn đứng trong cái vai trò là developer thì bạn nên hiểu rằng là cái công nghệ, cái framework nó chỉ là cái tool cho cái dự án mà bạn đang làm, tức là một cái stack dự án của bạn đang làm. At the end of the day bạn vẫn là software engineer, bạn vẫn là software developer, và nghĩa rằng là gì? Bạn dùng the right tool for the right job, dùng the right software, the right framework for the right gì đó software mà bạn muốn produce. Cho nên có khi bạn sẽ xài React, có khi bạn sẽ xài Angular, có khi là bạn sẽ xài Vue.js, có khi bạn sẽ coi như là xài .NET, mà cũng có khi bạn sẽ phải Golang. Cái đó là bởi vì bạn xài the right tool for the right job. Vậy thôi. Chứ không có phải rằng là bạn phải stick vào bất kỳ một cái ngôn ngữ nào và bạn đóng cái dấu của bạn lên trên đó là tôi chỉ là Java developer, ngoài Java tôi không làm gì khác. Thì cái đó là một cái tư duy sai lầm. Tại vì ngôn ngữ và công nghệ thì nó come and go.
Còn cái thứ mà nó còn mãi với mình đó, đó là cái thought process, cái tư duy thinking của mình về 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 lập trình và cách mình viết phần mềm đó. Chứ còn nếu không á thì gì đó, người ta hay nói là nếu không thì mình chỉ đơn giản là thằng thợ code thôi. Còn về mặt bản chất thì mình là một cái người nghĩ ra được cái cách thức để viết ra được cái phần mềm đó, thì nó mới là cái điều đúng. Ok, nên thôi hãy bỏ qua cái tư duy như vậy nha. Chỉ biết rằng là ngành này là một cái ngành công nghệ thông tin, làm software là một cái công việc đầy thách thức nhưng có sự tưởng thưởng cao. Thách thức ở đây chủ yếu là về khả năng học hỏi, khả năng thích nghi, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng làm cái mới, khả năng giải quyết các cái vấn đề về mặt kỹ thuật. Đó. Còn có câu hỏi của bạn nói về cái câu chuyện rằng là mình nên gì đó nói thêm về problem solving, thì Dũng có thể chia sẻ với bạn như thế này. Bản chất các problem solving á, nó chỉ đơn giản là gì? Giải quyết một cái vấn đề mà mình thấy ở đây có thể là vấn đề về con người, có thể vấn đề về kỹ thuật, có thể là vấn đề của người khác mà người ta thuê mình để giải quyết, thì mình giải quyết giúp cho người ta. Và thông thường thì làm sao để mình giải quyết được những cái vấn đề khó khăn? Thì câu hỏi nó cũng cũng khá là đơn giản, đó là đầu tiên mình phải biết được vấn đề là vấn đề gì. Tức là what is the problem, không, nó là cái gì, thực sự nó là gì. Nếu mà mình hiểu được cái problem, mình hiểu được cái vấn đề từ gốc rễ của nó thì cách thức giải quyết có thể dễ dàng sẽ tìm ra. Nhưng mà đôi khi á, mình không có biết được cái gốc rễ của vấn đề, và mình chỉ lo giống như ông thầy thuốc chữa bệnh mà chỉ nhìn một vài symptom, xong rồi cho uống thuốc. Ví dụ giống như là thằng nhóc con chị nó đang sốt cao, tôi cho con chị uống thuốc hạ sốt. Xong rồi nó hạ sốt, nói bà hỏi nó hạ sốt chưa, dạ nó hạ sốt rồi. Tới hôm sau thấy bà đó, bà đem con lại, dạ bác sĩ ơi con tôi lại sốt, cho nó uống thuốc hạ sốt. Thì cái đó là cái có nghĩa là gì, mình chuẩn bệnh mà mình chuẩn bệnh không có chính xác. Thì về mặt bản chất cái người bác sĩ đó chỉ nhìn thấy được mỗi cái hiện tượng rằng là con của người này sốt, nhưng mà họ không có tìm hiểu theo thêm đó là sốt vì nguyên do gì. Thì cái đó cái gọi là cái side effect của cái vấn đề chính, đúng không? Bạn này có vấn đề gì đó cho nên bạn mới sốt, cho nên nó cần phải tìm hiểu thêm, xem sao thêm giữ là bạn sốt là do cái hệ miễn dịch của bạn suy giảm, bạn sốt là do bạn có thể đang bị đau ở cái bộ phận nào đó, đúng không? Nó khiến cho bạn coi như là đang chống chọi với hoặc là bạn bị nhiễm trùng, hay là bạn bị gì đó, có thể là bạn bị sốt xuất huyết, bạn có thể coi như là gì đó bị những cái căn bệnh khác nó dẫn tới cái hiện tượng là sốt. Nhưng mà chỉ bởi vì chúng ta lười cho nên chúng ta không có giải quyết được rốt ráo cái vấn đề. Thì tương tự như vậy á, khi mà chúng ta nói về tất cả mọi cái vấn đề ở trên đời á, thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự nghiên cứu, một cái sự tìm hiểu để giúp cho chúng ta nhìn ra được cái root cause, nhìn ra được cái vấn đề mấu chốt của sự vật sự việc. Khi chúng ta nhìn ra được một vấn đề mấu chốt thì chúng ta sẽ giải quyết được. Giả sử chúng ta đi trên đường và chúng ta thấy rằng là Sài Gòn nó kẹt xe, và tất cả chúng ta đều quay qua complain chính phủ. Cái chính phủ này không có biết làm về điều tiết giao thông, đường thì chật hẹp, sao không mở đường to ra để cho người ta đi. Ok, là nói về bài toán quy hoạch tổng thể của một cái thành phố hoặc là một cái địa phương, nó hoàn toàn không có dễ. Và quy hoạch là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, đúng không? Và đôi khi nhà quy hoạch không có kiểm soát được hết toàn bộ thực tế. Bởi vì sao? Tại vì dân á, người ta bay trên cái lý do gì?
để người ta chọn mua nhà, mua cửa này kia, thì thông thường người ta dựa trên cái sự tiện lợi đó, người ta dựa trên sự tiện lợi, ví dụ giống như là tiện đi đưa con đi học, đưa con đi làm đó, thì đó là cái sự tiện lợi. Tiện trong trong việc là coi như là gần cái chợ hoặc là gần bệnh viện, gần trường học đó, thì nó cũng là một cái sự tiện lợi. Nên á, đến khi mà bạn 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 thấy rằng là người ta cho có cái chọn cái nơi ở, thì người ta sẽ chọn gần trung tâm, gần chỗ đi làm hoặc là gần trường học của con, và dần dần á, thì đất ở những cái chỗ đó giá nó tăng lên và người ta sẽ tập trung về đó người ta ở, và nó tạo ra cái mật độ dân số nó cao. Mật độ dân số cao thì cần phải nâng cấp cải tiến hạ tầng giao thông. Khi mà nhà quy hoạch, người ta quy hoạch cái thành phố, thì người ta muốn là cái thành phố này có cái dạng là đô thị hình sao, tức là có nhiều cái trung tâm được kết nối với nhau bởi những cái trục đường lớn, những cái đại lộ, và người ta sẽ đi trên các cái đại lộ đó để đi làm, hoặc là kết nối với nhau thông qua hệ thống nhà ga, xe điện ngầm hoặc là các cái giải pháp xe buýt này kia. Nhưng mà người dân á, thì người ta lại prefer là đi bằng xe máy, người ta lại prefer là chui vô trong những cái con hẻm nhỏ, mua những cái miếng đất nhỏ bằng cái lông mũi, thậm chí không có giấy tờ, miễn sao là có cái nơi chui vô chui ra để có thể dễ dàng làm ăn là được. Và như vậy thì nó đã đi sai khác với cái vai trò tầm nhìn của một cái người làm quy hoạch. Thì cái đó nó có nghĩa là gì? Khi mà bạn nhìn vào cái vấn đề, bạn không có nhìn sâu sắc tất cả mọi cái gì đó, mọi cái khía cạnh của nó, và sau đó thì bạn đã đưa ra kết luận, thì bạn không phải là một cái người giỏi về problem solving. Đó. Tại vì cái người giỏi về problem solving thì họ nhìn ra được cái điểm mấu chốt, và họ chỉ cần thực hiện cái việc là rút cái chốt hoặc giải quyết nó, thì có thể giải quyết được tất tần tật mọi thứ, hoặc chí ít họ biết rằng là không dễ dàng để giải quyết, và cho nên họ có cái cách để balance, để mà giúp hỗ trợ giải quyết nó balance tất cả mọi thứ. Thì người đó có cái kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, và muốn giải quyết vấn đề tốt thì trong tay bạn phải có cái gì đó, thì trong tay bạn cần phải có những thứ gì nào. Thứ nhất là chúng ta nhìn được ra cái problem là một, chúng ta nhìn ra được những cái nguyên do của nó là hai, thứ hai là chúng ta phải có nguồn lực. Nguồn lực ở đây ấy, là thời gian, là con người, là tiền bạc, là cái tool hay là cái công nghệ. Có những thứ chúng ta muốn giải quyết mà công nghệ nó chưa có đạt tới thì chúng ta chưa có giải quyết được, thì chúng ta có thể nghĩ tới cái câu chuyện là tạo ra cái công nghệ đó để giải quyết vấn đề, hoặc là chúng ta phải chờ đợi cho tới lúc công nghệ đó nó sinh ra đời và nó giải quyết cái vấn đề cho chúng ta. Thì các bạn thấy, ví dụ giống như là trong ngành máy ảnh thời xưa, thời kỳ mà năm 2010, 2012, thì Olympus và Panasonic và Sony là những cái tay chơi đầu tiên trong ngành nhiếp ảnh đã đi theo con đường mirrorless, và tại thời điểm đó họ làm ra những cái chiếc máy ảnh nhỏ với cảm biến và cái hệ thống ống kính dành cho các hệ máy không có gương lực, và người ta chê bai họ rất là dữ, tại vì lấy nét thì chậm, rồi cái máy thì nhỏ, cầm không có chắc tay, vân vân. Thì gì đó vậy, tại vì sao? Lúc đó Sony vẫn đầu tư cho máy ảnh không gương lực, dù rằng là mọi người thì vẫn đang đang xài máy ảnh có gương lực, và nó ưu thế nó tỏ ra vượt trội so với máy ảnh không gương lực. Thì ở đây á, là người ta đã nhìn ra được cái vấn đề của máy ảnh có gương lực, và người ta biết rằng là với sự phát triển của công nghệ thì trong vòng 5 tới 10 năm nữa
sẽ có cái công nghệ nó đủ tốt để nó giúp giải quyết cái vấn đề về về AF cho máy ảnh không gương lật, tức là vấn đề về lấy nét cho máy ảnh không gương lật, và nhờ đó thì giúp cho coi như là cái máy ảnh không gương lật nó trở nên vượt trội so với máy ảnh có gương lật đó. Thì cái đó là cái mà một cái người họ có khả năng giải quyết vấn đề và họ nhìn ra được cái xu hướng của ngành công nghệ và họ đoán được, và cho nên họ đoán lỏng cái con đường mà họ chọn đầu. Hiện tại bây giờ bạn thấy có một cái thứ nó tương tự như vậy, đó là cái ngành xe điện. Thì thực chất á, là nếu mà đi 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 theo cái con đường làm xe xăng á, ví dụ giống như bên Trung Quốc đây mà họ đi theo con đường làm xe xăng á, thì họ có thể tạo ra những chiếc xe xăng, nhưng mà những cái công nghệ lõi, những cái mà họ có thể kiếm lời được trên chiếc xe thì những cái ông lớn giống như là Bosch, như là Continental, như là BMW này kia, họ sở hữu một cái hệ thống IP, Intellectual Property, những cái license, những cái gì đó tài sản về mặt trí tuệ mà Trung Quốc làm cả đời cũng không có kiếm được. Và như vậy thì còn mình phải trả tiền rất nhiều thứ cho các bên thứ ba. Rồi bạn làm xe mà gì đó động cơ thì bạn phải đi mua từ chỗ khác, phần mềm quản lý cái động cơ thì bạn phải đi mua từ chỗ khác, phần mềm quản lý gì đó brake, phanh, rồi airbag, túi khí, vân vân vân, bạn đều phải dùng phần mềm của các bên khác nhau. Thì tính ra là bạn làm chiếc xe nhưng bạn không có nhiều lời đó, và bạn vẫn luôn luôn là kẻ đi sau. Thì ví dụ giống như là người Trung Quốc, người ta đi tắt đón đầu bằng cái công nghệ làm pin, tức là họ tập trung vô cái mảng làm pin làm xe điện, và cái cục pin nó ban đầu nó lớn không, rất là khó để sạc nhanh, mà dần 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 công nghệ nó giúp giải quyết được cái vấn đề đó. Nó có thể sạc trong vòng nửa tiếng, một tiếng gì đó là đã gần full chẳng hạn. Thì đó là cái sự bước tiến của công nghệ. Rồi cái cục pin nó lúc đầu nó lớn nhưng mà cái quãng đường đi nó ngắn, nó sau này cục pin nó nhỏ hơn nhưng mà quãng đường đi nó dài. Đó là sự phát triển của công nghệ về cái công nghệ lưu trữ cái nguồn năng lượng ở trên 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 pin. Thì chính nhờ cái việc là đầu tư theo kiểu đi tắt đón đầu như vậy mà Trung Quốc bây giờ nó trở thành một cái tay chơi đáng sợ về mặt ngành automotive. Mà trong khi đó thì gì đó các cái ông lớn giống như là BMW, như là Volkswagen, như là Toyota thì họ đang bận gọi là hút cho hết sữa của con bò sữa, tại vì họ không có thể dùng công nghệ khác để giết chết con bò sữa của chính họ. Đó là cái ICE, tức là động cơ đốt trong đó, những cái combustion engine. Và nó dẫn tới một cái câu chuyện rằng là cái ngành công nghiệp xanh đó, nó đang tới, và Trung Quốc nó đang nắm những cái lợi thế nhất định, đặc biệt đối với ngành giao thông, và cái thứ hai là với AI, và thứ ba là với big app software. Thì cái đó là nó cho thấy một cái chuyện là gì, đó là cái người 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 Trung Quốc đó, họ cũng thông minh và họ có kỹ năng giải quyết được vấn đề. Và bây giờ mọi thứ trên đời này, khi mà bạn đi trên đường bạn nhìn thấy một cái problem nào đó và bạn muốn giải quyết, thì bạn cũng cần phải có một cái suy nghĩ và có một cái sự sáng tạo nhất định để giải quyết cái vấn đề đó đó. Và mình có thể mình tìm ra được cái cách mà nó gọi là state of the art, tức là cái cách giải quyết vấn đề mà nó tốt nhất ở thời điểm hiện tại và nó trở thành là chuẩn mực của thời điểm hiện tại, thì bạn có thể dùng cách đó. Hoặc là bạn, nếu mà bạn không hài lòng với cách đó thì bạn phải think out of the box, nghĩ ra một cái cách mà nó còn tốt hơn nữa để bạn giải quyết vấn đề đó. Thì chính những cái người mà think out of the box, mà có cái gọi là nguồn lực về mặt tài chính đủ tốt, thì họ có thể tạo ra những cái thay đổi lớn
mà không ai tưởng tượng ra nổi. Ví dụ giống như là Elon Musk, người tạo ra rất nhiều các cái thứ, mà thực ra ổng đó là một phần thôi. Cái thứ đó là thứ ổng muốn, và ổng muốn thì những cái nhà khoa học ở đằng sau lưng ổng phải làm rất là dữ để tạo ra được những cái thứ mà nó trông nó rất là kỳ vĩ. Ví dụ giống như là cái câu chuyện là của Mỹ. Trước đây là Mỹ đều dựa vào Nga để mà phóng các cái phi thuyền con thoi lên trên 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 các cái trạm vũ trụ. Tại vì Nga họ họ làm nó hiệu quả hơn của Mỹ. Nhưng mà câu chuyện nó thay đổi khi mà gì đó Elon Musk với cái team của ông đã tạo ra những cái những cái tên lửa đẩy để phóng các cái tàu tàu không gian lên lên vũ trụ mà có thể tái sử dụng cái bộ phận tên lửa, giúp tiết kiệm được được chi phí làm tên lửa. Thì cái đó là một cái điều cực kỳ khó, không có thể dễ dàng, và đôi khi họ phải break cái status quo, họ attack cái status quo, họ tấn công vào cái hiện trạng hiện tại để mà họ làm ra được cái cách mà họ giải quyết được cái vấn đề theo một cái lối nó hay hơn. Thì problem solving skill, Dũng không có một cái định nghĩa nào cụ thể cho cái câu chuyện đó. Dũng chỉ biết rằng được rằng là khi chúng ta thấy problem thì chúng ta cố gắng, chúng ta phải suy nghĩ nghiên cứu về cái problem đó, nhìn cho nó thấu suốt, thấy được đâu là cái root cause, đâu là cái vấn đề cốt lõi, tìm cách giải quyết cái vấn đề cốt lõi, sử dụng các cái gì đó, các cái thứ tài nguyên mà mình có, công nghệ, con người, tiền bạc, thời gian, vân vân để giải quyết vấn đề. Và đối với những cái vấn đề mà nó yêu cầu bạn phải tạo ra được những cái kết quả mà nó extraordinary, tức là nó vượt quá được cái khả năng thông thường mà công nghệ hoặc là cách thức hiện tại làm được, thì bạn phải biết think out of the box để mà gì đó gọi là tấn công vô cái status quo để có thể đạt được những cái giá trị nó cao hơn, nó vượt quá được cái khả năng tạo ra được cái giá trị hiện tại của con người. Thì như vậy thì bạn mới trở thành một cái strong problem solver ha. Nhưng mà nói thì dễ hơn làm, làm nó mới khó. Và đôi khi á, là bạn cứ 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 think out of the box, nhưng mà đôi khi á, bạn làm không có đủ tốt thì nó cũng không 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 ổn ha. Thì mình làm thì mình cũng phải biết là khi nào là cần làm gấp, nhưng mà không cần phải có giải quyết được gì đó gọi là không không cần phải quá cái solution nó quá phải sáng tạo, nó chỉ cần giải quyết được vấn đề là được. Và có những khi thì mình cần phải có cái solution nó thực sự sáng tạo để mà nó giải quyết vấn đề và đạt được cái kết quả ở một cái tầm cao mới đó. Thì tùy theo cái tình huống, tùy theo cái nhu cầu mà bạn có cái cách thức tiếp cận khác nhau. Bạn không nên rập khuôn, và không phải lúc nào bạn cũng phải think out of the box thì mới mới tốt lên được. Mà đôi khi á, bạn chỉ cần làm đúng và làm đủ với các cái practice đã có sẵn thì bạn đã làm tốt rồi. Đó. Ok. Chắc là mình dừng cái clip tại đây, mình nói nhiều quá cho nên miệng nó khô, cổ nó cũng khô rồi. Và hẹn gặp mọi người trong clip sau. Bye bye mọi người.